Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Tớ tên là Vũ Đức Kiên. Chúc các bạn ngày mới tốt lành. Sau đây tớ review quá trình lắp ráp một chiếc máy bay shop F22 và lấy thử cho các bạn xem nhé. Tớ mở cho các bạn xem nhé. Lấy ra, ngồi thử thế mà. Giới thiệu đi. Đấy. Đây. Xem lắp ráp như nào. Đấy nhá, cái hình của nó này hoàn thiện nhá. Cái loại này thì không phải này. Đây mới là đúng. Wow, nó có mấy loại. Đấy, bây giờ. Đấy này ra. Đấy này ra. Đấy. Cẩn thận. Wow, có hai cái này. Chúng ta được coi xem chắc chưa. Đây. Đây hai cái đúng không? Nắp ở bên nào? Cũng hai cái như vậy. Có hai cái này. Nhưng phải cho keo. Keo đâu? Tớ sẽ test động cơ máy bay F22 cho các bạn xem. Nhìn vào máy quay. Quay chưa? Chưa. Đây, Kiên ra đây. Kiên ra đây. Kiên lưng cái máy bay lên. Ngồi xuống. Để ra đây để cho anh quay. Thế. Cầm đây bố. Ngồi luôn đấy. Cầm ở chỗ này. Hai tay. Bỏ chân ra. Đấy, để nó dí ở đây xem là động cơ nó khỏe nào nhá. Quay cái phật đấy nhá. Quay im. Quay chỗ này đi. Nói to lên. Gắn keo. Cho chân tung ra. Ừ, bởi vì nó hạ cánh mạnh lắm. Anh Nghĩa cứ quay nhá. Không biết có chắc không. À chắc. Rồi tạm bao lại đi. Xong rồi quay tiếp. Bây giờ tớ sẽ kiểm tra Tầm xa. Điều khiển vào máy bay. Quay liên tục đi. Hả? Đấy, quay thằng Kiên kìa. Zoom thằng Kiên đi. Zoom nó lại đi. Kiên chạy sao á? Thôi. Bật đi. Thôi. Tắt đi đúng không? Ok, thoải mái. Vẫn vào trong khung hình nhá. Bật lại nhá. Có thích tự để xem. Không, để bố quay quen đó. Không bố dậy. Quay chưa Nghĩa? Quay rồi hả? À. Không bay được. Ra để nó đi, để phía này. Đây
Ôi chưa. Gãy mất rồi. Gãy thế nhỉ. Thế về lấy kéo. Ừ, đi. Thế về kia lấy kéo. Đi. Về lấy cái kéo gắn lại. Rồi lấy cái cây gì để làm xuống. Lấy cái này làm xương để gắn cái keo này thì mới được. Ừ, dễ gãy thế. Kiên nhỉ? Dễ gãy quá. Đứng lên đi để cho nó mệt. Ngồi xuống nó mệt, nó bị... Anh ngồi trên cỏ. Ừ, ngồi trên cỏ đi, cẩn thận vào chỗ bẩn đấy. Ừ, chỗ bẩn. Đây. Đấy. Cắm ba cái xương rồi mà. Đang làm gì đấy? Ai đau quá. Này, cắm ba xương vào nha. Em vừa ấy ở đâu mà đau thế? Không biết đi. Có được không? Được chứ. Đấy, ấn keo à. Cho keo đây thì ấn rồi nó lè ra. Yeah. Phải chờ một chút nữa thôi. Thôi tắt đi. Tắt đi chờ kêu. Quay đi. Quay rồi á. Tắt đi. Đưa đây. Đi hết chuẩn bị. Bây giờ sau một lúc gắn keo thì cái này nó đã dính được lại. Đấy, bây giờ cho bay tiếp. Bay tiếp thì nó không gãy được. Chưa nhập. Con rất thích thử. Bao lâu con mới được thử từ lái rồi. Cái này lái không dễ đâu. Nghe này, nó chạy này. Đặt lại đi. Thank you.
cứ gắn nhiều. Nó không bị sao bố ơi. Bố xem nào. Nó không bị sao đâu. Xem nào. Bay lên nha. Đây, bay ngược kìa. Thế à? Thế cái lắp đâu rồi? Lắp pin đâu? Đấy, tung vào lắp pin. Va đập mạnh quá. Đang bay thì rơi hết được pin ra. Ố xin cái keo này. Cái keo. Ố xin cái keo này. Đây vừa. Keo đây vừa. Cái gì thế này? Chính là quành là phải nhẹ nhẹ đi một motor đấy. Quành là một motor nó nghỉ mà. Kiên hiểu không? Pin vào. Không ấy được ra à bố? Vặn vào. Đó. Vặn vào, vặn chặt nó không nó phải nhựa ra. Rồi. Bao giờ con đi được ấy đấy. Nó bay ổn định nhá. Bao giờ con đi được điều khiển. Đầu này nó. Bay về hướng đấy đấy. Ra tất đây. Quay đi. Bây giờ tớ ra lấy nước uống. Bảo đi. Bây giờ tớ ra lấy nước uống. Không, tớ quay lại tớ lại đi. Chắc là một tí pin. Ui giời ơi. Yếu rồi. Không lên nữa rồi. Chào các bạn. Video tạm dừng. Đây. Các bạn thấy hay thì like và đăng ký cho tớ. Like và đăng ký cho tớ.